Đến hơn 10 giờ sáng 11 tháng 4, kho hàng rộng hơn 1.000 mét vuông nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần vẫn đang bốc cháy dữ dội. Cột khói đen có thể nhìn thấy từ cách đó hàng chục km. Theo đó, rạng sáng cùng ngày, nhiều người phát hiện khói và lửa bùng lên dữ dội từ kho hàng của công ty Pan Pacific nằm trên đường số 18, khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nên hô hoán cho lực lượng bảo vệ dập lửa, đồng thời di dời bớt hàng trong kho ra ngoài. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên mọi cố gắng dập lửa tại chỗ đều bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương phối hợp cùng phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp Việt Nam Singapore đã điều động hơn 30 xe chữa cháy cùng các phương tiện đến hỗ trợ dập lửa. Trong quá trình dập lửa, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do bên trong kho hàng có nhiều vật liệu dễ cháy. Một số thùng hàng bất ngờ phát nổ khiến các chiến sĩ chữa cháy phải hết sức thận trọng khi tiếp cận. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng cô lập đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang hai công ty bên cạnh. Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã chi viện 20 xe cứu hỏa đến hiện trường để phối hợp khống chế ngọn lửa. Hiện vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào thương vong về người.